Chào mừng quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Phong thủy Sa cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị nắm được sao hạn trong năm 2023 là sao gì, vận hạn gặp phải trong năm 2023 Quý Mão diễn ra sao. Đồng thời, xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm nay còn đưa ra cách hóa giải nhanh chóng và chính xác nhất, giúp quý vị phần nào giảm thiểu được những điều hung họa, đồng thời đón được những điều may mắn, cát lành, từ đó giúp vận mệnh của tài lộc, hanh thông, công danh, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió trong năm 2023 Quý Mão. Xem tử vi cho tuổi Bính Thân sinh năm 1956 sẽ luận giải chi tiết về cuộc sống của bạn, về sức khỏe, gia đạo, tiền tài và tài lộc, qua đó giúp gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 sẽ định hướng được những bước đi tốt nhất cho bản thân mình trong năm mới 2023 là năm Nhâm Dần. Sau đây là phần luận giải tử vi cho những người tuổi 1956 Bính Thân trong năm 2023 Quý Mão. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng trong năm 2023. Người tuổi Thân sinh năm 1956 có thể trải qua một năm 2023 khá yên bình, bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to, gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cần chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao của mình. Trong năm nay, bạn cần có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đề phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng gặp phải. Sao chiếu mệnh là sao Thái Dương, vận hạn là Thiên La, hạn tam tai. Năm 2023, Bính Thân nam mạng sẽ phạm đại kỵ tam tai. Bính Thân 1956 nam mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này, gia chủ nên và không nên làm gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ 1956 nam mạng không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai thì gia chủ 1956 nam mạng không nên dừng việc mà mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Vào năm cuối tam tai, gia chủ 1956 nam mạng lưu ý không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc, không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, thân gặp mão là bình hòa, công việc làm ăn ổn định, tiền bạc có dấu hiệu tăng tiến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có khoản tích lũy đầu tư. Xét về mối quan hệ thiên can bính dương hỏa gặp quý âm thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong năm nay, những gia chủ Bính Thân cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ tuổi Bính Thân nam mạng sinh năm 1956 cần chú ý tháng Sắp Dần, tháng 1 âm lịch, từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 19 tháng 2 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ tuổi Bính Thân. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không độ ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng. Trong năm 2023, gia chủ nam mạng Bính Thân sinh năm 1956 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành hỏa, là một phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới. Sao Thái Dương chính là mặt trời thuộc hành hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này, nhiều vượng cát khí lợi khiến cho cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc. Khi sao Thái Dương chiếu đến, sẽ có những tác động đến mệnh chủ như làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng. Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là 2 tháng đại cát.
làm lễ cúng sao giải hạn vào 11 giờ đến 13 giờ ngày 27 âm lịch hàng tháng. Vì thế thời điểm này là khoảnh khắc sao Thái Dương đang viên chiếu sáng nhất. Chính vì lúc này có Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân sáng trần. Chuẩn bị đồ cúng bao gồm hương hoa, trà quả, nước, chầu cau, 12 ngọn nến, đinh tiền vàng, mũ vàng và muối gạo. Lưu ý tất cả đồ lễ phải là màu vàng, trường hợp có màu khác thì phải dùng giấy có màu vàng bọc vào, chuẩn bị bài vị có màu vàng ghi chữ Đức Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao Thái Dương là mặt trời chủ về nhiều điều tốt đẹp, nhưng có điều sau này vẫn có phần kỵ và mang tai ác đến với nữ giới, mặc dù không quá nặng nhưng nên dùng hành thổ để tiết khí hành hỏa của sao Thái Dương nhằm mục đích hóa giải tai ác. Cụ thể nên đeo những trang sức hay đá quý có màu vàng hoặc màu nâu như đá thạch anh tóc nâu, thạch anh tóc vàng. Trường hợp gia chủ là nam giới được sao Thái Dương chiếu mệnh để tăng gấp đôi, gấp ba hay gấp nhiều lần sự may mắn thì gia chủ nên sử dụng những đá quý, trang sức thuộc hành hỏa, hành mộc, ví dụ như đá thạch anh tím, thạch anh đỏ, vòng tay ngọc, Myanmar. Gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 năm Mạng năm nay gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì mệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý. Gia chủ có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá, cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn. Nhiều người có thể mất ngủ về đêm, thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Hóa giải. Hạn Thiên La là hạn chủ về sức khỏe, tình cảm và tâm lý. Để hóa giải hạn này, gia chủ cần quan tâm và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn. Về sức khỏe, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống hợp lý, sau đó hãy kết hợp rèn luyện thể dục thể thao, tránh sử dụng các chất kích thích có hại cho sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá. Về mặt tình cảm, các mối quan hệ trong giao tiếp, hãy cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi, tai tiếng. Về tâm lý, cần bình tâm và suy nghĩ kỹ về mọi việc, không nên tự lo âu, phiền muộn. Thay vào đó, hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều, ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái. Luận tử vi Bính Thân sinh năm 1956 năm Mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo, đầu năm gia chủ Bính Thân sinh năm 1956 năm Mạng có tình cảm của các thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc gia chủ trong tháng này có sự tiêu pha, hao tán nhiều, bên cạnh đó sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong gia đình của gia chủ có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe của gia chủ không được tốt, có thể bị ốm đau hoặc bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ của gia chủ hết sức cẩn trọng, trong tháng này có thể có người bị ốm đau, bệnh tật. Tháng 6, gia chủ có tin vui trong họ hàng, anh em, bạn bè trong tháng này, đó có thể là hỷ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này gia chủ chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng người sinh năm 1956 nam mạng chú ý các vật sắc nhọn dao kéo đâm phải hoặc chú ý đường ăn uống tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ đến với gia chủ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm gia chủ đón nhiều tin vui trong anh em họ hàng nội tộc, ngoài ra có thể gặp được người mong muốn trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 nam mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, nếu đã ở tuổi về hưu, bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống quây quần bên con cháu, không còn phải phiền lòng với công việc vòng xoáy lợi danh. Với những người vẫn đang tại chức, mọi thứ tiến triển khá thuận lợi, gặp dữ hóa lành, tính cách cần cù siêng năng của bạn tạo dựng được niềm tin trong tập thể. Song bạn vẫn cần chú ý nhiều hơn đến các chi tiết, đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chen chân phá hoại công lao hay tung tin đồn ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Về tài chính, tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Về sức khỏe, người tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong năm 2023 không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần người tuổi Bính Thân có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc.
Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già, nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo. Tử vi tuổi Bính Thân năm 2023, nam mạng về gia đạo khá êm ấm, vợ chồng đồng lòng là tấm gương cho con cháu noi theo. Con giáp này và bạn đời biết cách nuôi dạy, chỉ bảo con cái nên gia đình rất mẫu mực, không có điều tiếng gì. Quý ông tuy hiền lành nhưng lại ít thổ lộ tình cảm, vì vậy hãy dành thêm thời gian và chăm lo cho những người thân yêu. Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956. Để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Bính Thân trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm 2023 Quý Mão. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.